các bạn, ở các clip trước thì công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý khách một số cái thiết bị của hãng Unica Đài Loan. Thì ví dụ như là chúng ta có cái súng phun sơn này, đó, K100 này. Đó, thì ở các clip trước chúng ta giới thiệu, tôi review cho quý khách từng loại này rồi. Thì hôm nay qua cái clip này thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cái máy bắn keo silicon của hãng Unica Đài Loan. Thì đây là chúng ta có cái model là IAC5B. Đây chúng ta sẽ có cái hộp của cái súng bắn keo silicon, keo chỉ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy được đây là cái súng bắn keo. Đó, ở trong cái hộp á, thì nó sẽ có các cái bạc lít. Đó, chúng ta xem được cái bạc lít. Đó, bạc lít các cái linh kiện. Đó, linh kiện của cái súng này. Đó, thì tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái súng bắn keo silicon. Đó, IAC5B. Thì đây là cò bóp, và đây nó sẽ có cái nắp vặn ra để chúng ta có thể là cho cái tiếp keo vào đây. Đó, ta cho tiếp keo vào đây. Đó, ta xem. Đây là đường vào hơi. Đó, cò bóp. Đó. Hãng Unica thì thiết kế rất là nhiều các cái sản phẩm như là máy bắn đinh này, máy bắn đinh IV, rồi súng phun sơn, nồi trộn sơn, rồi bút vẽ, máy nén khí vân vân. Đó, thì đây là một dòng thiết bị đó của hãng Unica. Đó, để ủng hộ các nghìn khách vui lòng like, share và subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách.